Halep thua sốc trước tay vợt 17 tuổi. Amanda Anisimova mới chỉ chập chứng bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Cô hiện đang xếp hạng 51 WTA trước Roland Garros. Tay vợt trẻ người Nga không được đánh giá cao và thậm chí việc cô có mặt tại tứ kết đã là một thành công vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, khát khao của tuổi trẻ đã giúp tay vợt này hạ gục đương kim vô địch Simona Halep chỉ sau 2 set. Halep đã chơi không tốt. Tay vợt người Romani chỉ cầm giao bóng tốt có hai game đầu tiên, sau khi Halep vượt lên dẫn trước 2, 1. Anisimova đã thắng liền 5 game trong đó có 2 break để ấn định chiến thắng 6, 2 khá dễ dàng ở set đầu. Halep tiếp tục phong độ tệ hại ngay cả khi bước vào set 2, với việc thua liền 3 game nữa, nỗ lực của nhà đương kim vô địch giúp cô đòi được break ở game 7, rút ngắn tỷ số xuống 3, 4, nhưng tưởng đó sẽ là điểm tựa cho Halep trở lại, nhưng không phải. Thật khó tin tay vợt dày dặn kinh nghiệm người Romami lại chơi tồi ở GAME 1 không để rồi mất luôn match point cho đối thủ tháng 6, 4. Mova, tay vợt đầu tiên sinh vào thế kỷ 21 lọt vào tứ kết tại một giải Grand Slam và giờ cô đã tiến tới bán kết. Anisimova có thể trở thành tay vợt thiếu niên đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ khi Eva Mazzoli vô địch năm 1997. Tại bán kết Anisimova sẽ đối đầu với hạt giống số 8 Ashley Barty để tranh một suất vào chung kết. Hạt giống số 8 đã giành chiến thắng 6, 3, 7, năm trước hạt giống số 14 Madison Keys ở trận bán kết cuối cùng. Như vậy, chỉ còn lại hai hạt giống là Bati và con ta ở bán kết Roland Garros 2019. Thật ra, điều này thật sự hơn tất cả những gì tôi có thể trông đợi, Anisimova chia sẻ sau chiến thắng trước Hapleb. Tay vợt trẻ người Mỹ từng vô địch US Open 2018 danh mục cho các tay vợt thiếu niên nữ. Cô đã có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp với chiếc cúp ở giải Bogota tháng 4 vừa qua. Đây là một trong những trận đấu hay nhất tôi từng chơi. Như vậy kể từ năm 2007 tới nay ở nội dung đơn nữ của Roland Garros không có tay vợt nào bảo vệ ngôi vô địch thành công. Thậm chí với việc Anisimova, hạt giống số 8 Bati và Von Rosova, hạng 38, và hạt giống số 28 con ta lọt vào bán kết thì Roland Garros 2019 sẽ chứng kiến một nhà nữ vô địch mới, chưa từng vô địch Grand Slam. PS